thông tin thành phố kính mời đồng bào theo dõi phần tin tức tin trong nước. Trong không khí thi đua làm sạch đẹp thành phố, nhiều tổ chức quần chúng nhân dân đã cộng tác chặt chẽ với các đơn vị an ninh để truy lùng các thành phần phản động còn sót lại. Điển hình có các phường 23, 35 đã bắt giữ được một tổ chức chống chính quyền cực kỳ nguy hiểm. Tổ dân phố 13 đã chỉ điểm để bắt trọn bộ một tổ chức mang người vượt biên. Một em bé gái chưa đầy một tuổi ở quận Cam đã nhặt được một khẩu súng chống tăng và mang giao nộp cho sở công an thành phố. Tin thi đua. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, nhiều công ty xí nghiệp nhà nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Đặc biệt, công ty nào nữa làm than củi không những đã hoàn thành kế hoạch mà còn vượt mức kế hoạch trong trước 28 ngày. Hiện nay, các xí nghiệp như xí nghiệp nước mặn, xí nghiệp dầu hôi cũng đang trên đà thi đua nước rút. Theo tin tức của Bộ Công nghiệp, hợp tác xã bao bì đóng gói cũng đang trên đường hoàn thành kế hoạch như chúng ta đã theo dõi trên đài những ngày gần đây. Tin đối ngoại, trước tình hình nạn đói tại châu Phi, nhân dân cả nước đã thắt lưng buộc bụng huy động 50 kg khoai mì gửi sang viện trợ không hoàn lại. Trên tinh thần hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực không gian, lần đầu tiên phi hành gia của chúng ta đã cùng với phi hành gia nước bạn bay vào vũ trụ, nghiên cứu thành công phương pháp lai tạo bèo qua dâu, mang lại lợi nhuận lớn lao về cho đất nước. Trước tình hình khủng hoảng của thị trường chứng khoán toàn thế giới, nhưng nhờ vào chính sách kinh tế đóng cửa, đồng bạc của chúng ta vẫn không bị mất giá. Hiện nay, một đồng Mỹ ăn được một đồng ta. Sau đây là phần tin thế giới. Nữ lãnh đạo đảng công quốc gia vừa sẽ cung cấp quyền cho những người tị nạn để họ trèo về nước nếu bà thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới. Trước nạn phân biệt chủng tộc ngày một gia tăng, Thủ tướng một nước Nam Bắc cầu có kế hoạch đề nghị với Quốc hội thông qua một ngân khoản lên đến hàng triệu đô la cung cấp cho các cộng đồng sắc tộc để họ đi sửa mũi và đại diện tâm già. Phần tin tức của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chào, tạm kết và xin dừng. It was night time when the three of us got into the small boat. We spent last week getting sunburned so that we looked like fishermen. We wore our clothes and we rowed the boat toward the sea where the lush boat was waiting. My mother was pregnant with me when she boarded the small boat. Before they pushed up from shore, she went into labor. Everyone insisted she get off. My father came ashore and I was born. When the boat was about to move out to sea, everyone was excited. Finally, we were on our way, but it didn't last long. Soon, people began to complain about lack of snakes. The sea became rough, and the boat began to rock and pitch. Soon, the complaining stopped, as everyone was vomiting. The only noise could be heard was the crying of the babies. On the fourth day, we saw a large container ship on the horizon. We all tried to attract its attention, but it sailed on. I think they saw us, but didn't want to help, because we were too much trouble for them. I was 1 year old. When the pirates came, they wanted to know where the gold was on our boat. They held me up over the side by my feet and were about to throw me in the water. It was then that my mum told them the gold was hidden in my pants. On the fifth day, the engine broke down. All day we drifted in the hot sun. On the sixth day, the food has almost run out. All that was left was sago food. On the ninth day, my sister died. She was 3 years old. In the moonlight, I could see many small boats overlipping for the same boat. It was 10 meters long, yet so many were lifting on board. How will we all fit? I asked my father. He remained silent. On our last kind of day, put a small boat of peace and come to with us. We knew there were pirates, or the woman who
wanted the faces to look ugly. The captain wanted the men available. They also took a year to their boat and wrapped it. My father tried to stop them from killing him. And they killed him.